thì nó có làm những cái hình giống như là hình mà mannequin mà kiểu nó nằm trong cái quan tài ấy anh. Thì nó nói chung là nó trang trí rất là nhiều, nhưng mà đi thẳng vào thì sẽ có một cái ở trong như là cái phòng thờ vậy đó, rồi nó dán bùa chú rồi nó tụng kinh nha, rồi những cái hũ cốt để hai hàng 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 vậy đó. Cái quán này cũng như làm cho mình có một cái cảm giác là nó lạ lạ, nó sợ, nó quán nhìn nó ghê lắm, kiểu rợn người lắm anh. Thì vô đó em chỉ nghe tiếng tụng kinh thôi, em kiểu như uống cà phê mình trong lo lắng hoảng sợ cái kia nhìn uống trà sữa mà khi ghê lắm, nói chung là hoang mang á. Cũng gặp cũng vài người bạn thì cũng là kiểu là khoái đi khám phá đó. Thì cũng ngồi nói chuyện với nhau, ngồi nói chuyện với nhau hồi xong thì có một cái bạn đó thì khoảng 12 tuổi, là giống như là nó bận đồ kiểu như là chú tiểu với anh, kiểu không có tóc luôn, bận đồ màu nâu kiểu trong chùa á. Cái con em mới hỏi là ăn gì không, nó con đói mẹ ơi, mẹ ơi con đói, như kiểu tiếng con nít á, mẹ ơi con đói mẹ ơi. Cái con em mới hỏi là con ăn gì để mẹ mua. Xong cái con muốn ăn cháo lòng, con thèm cháo lòng. Xong rồi cái em chạy đi chợ mua cho bạn ăn. Cái xong rồi nhập là mua vô cho cái cậu 6 tuổi đó đó, ngồi ăn luôn, ăn ngồi ăn quá trời luôn, ăn như kiểu đói lâu lắm là lâu lắm chú tiểu đó ha. Đúng rồi, nhập vô chú tiểu.